Chỉ 3 ngày sau vòng đàm phán thứ nhất, Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành vòng đàm phán thứ hai vào đêm hôm qua theo giờ Việt Nam. Cuộc đàm phán kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ đã đạt được những tiến triển đáng kể, phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Theo đó, hai bên đã thống nhất mở các hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán và có thể đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời. Theo giải thích của các bên, lệnh ngừng bắn này chỉ có hiệu lực trong khu vực hành lang nhân đạo và vào thời điểm người dân sơ tán. Phát biểu sau đàm phán, trợ lý Tổng thống Nga, trưởng phái đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết hai bên đã tìm ra sự hiểu biết lẫn nhau ở một số vấn đề đàm phán. Trong khi đó, cố vấn tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhail Podolyak nhấn mạnh để duy trì các hành lang nhân đạo, thời gian tới, các kênh liên lạc, phối hợp chung và quy trình hậu cần giữa hai bên sẽ được tổ chức. Kết thúc đàm phán, hai bên thống nhất sẽ sớm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo. Vòng đàm phán thứ hai đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, thực chất hơn so với vòng đàm phán thứ nhất, đặc biệt là việc hai bên đồng quan điểm về các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường. Đây tiếp tục là tín hiệu đáng mừng, ghi nhận thiện chí của cả hai bên, xoa dịu bầu không khí căng thẳng để hướng đến các vòng đàm phán tiếp theo và xa hơn là giải quyết triệt để tình hình căng thẳng hiện nay. Liên quan đến tình hình căng thẳng tại Ukraine, sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ hai giữa Kiev và Moscow với nhiều kết quả tích cực, Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga về các vấn đề quốc tế cũng là thành viên phái đoàn của Nga, ông Leonid Slutsky cho biết Nga và Ukraine có thể sẽ tiến hành thêm nhiều vòng đàm phán nữa. Theo ông Leonid Slutsky, một số vấn đề chính trị đã được thảo luận trong vòng đàm phán thứ hai, có thể sẽ cần thêm từ một đến vài vòng đàm phán nữa. Quan chức này cũng khẳng định Nga sẽ nỗ lực để khởi động hành lang nhân đạo sớm nhất có thể. Trong khi đó, cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cho hay vòng đối thoại thứ ba giữa hai nước nên diễn ra càng sớm càng tốt. Theo ông Podolyak, vòng đàm phán thứ hai với Nga chưa mang lại những kết quả mà Kiev hy vọng đạt được, song hai bên đã có sự hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề nhân đạo. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ hoan nghênh trước việc Nga và Ukraine thống nhất duy trì các hành lang nhân đạo và có thể đưa ra một lệnh ngừng bắn tạm thời trong quá trình sơ tán dân thường. Đây được coi là một kết quả quan trọng đạt được trong vòng đàm phán vừa diễn ra hôm qua giữa hai bên. Bộ Quốc phòng Mỹ đã lập một đường dây liên lạc trực tiếp với Bộ Quốc phòng Nga nhằm tránh những tính toán sai lầm, các sự cố quân sự và leo thang căng thẳng tại khu vực trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo thông tin được tiết lộ hôm qua từ một quan chức Lầu Năm Góc, đường dây nóng đã được thiết lập giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong ngày 1 tháng 3. Đây là nỗ lực nhằm giảm xung đột và tránh những tính toán sai lầm, sự cố quân sự và leo thang căng thẳng giữa Moscow và Washington. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba và thảo luận về hỗ trợ an ninh, kinh tế và tị nạn. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh phái đoàn Ukraine và Nga đã kết thúc vòng đàm phán thứ hai và nhất trí ủng hộ ý tưởng mở các hành lang nhân đạo cho dân thường và một lệnh ngừng bắn khả thi, vận chuyển thuốc men và thực phẩm cung cấp cho người dân. Ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định cần kiên trì đối thoại với Nga liên quan đến cuộc xung đột quân sự hiện nay ở Ukraine, đồng thời nêu rõ cần phải ngăn chặn nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Moscow trong tình hình hiện nay. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh ông sẽ không ngừng tìm kiếm đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông, chiến lược cho bế tắc hiện nay không gì khác ngoài sự kiên trì để ngỏ cánh cửa ngoại giao, bởi không có một nút bấm nào có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh rằng phương Tây phải tìm cách tái lập đối thoại với Moscow vì mỗi ngày chiến tranh kéo dài, tình hình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ông kêu gọi các bên không ngừng nỗ lực thiết lập một lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Thủ tướng Scholz cũng cho biết việc Ukraine gia nhập NATO hiện không nằm trong chương trình nghị sự của khối này. Trả lời câu hỏi về khả năng gia nhập EU của Georgia, Moldova hay Ukraine, Thủ tướng Đức nhấn mạnh đây không phải là vấn đề cho tình hình hiện nay và nhiệm vụ trọng tâm lúc này là ngăn chặn xung đột kéo dài ở Ukraine. Thủ tướng Đức cũng cho rằng cần phải ngăn chặn nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga, khẳng định NATO sẽ không đưa ra quyết định để các nước đồng minh tham gia quân sự vào cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Ông cảnh báo việc NATO tham chiến sẽ dẫn đến leo thang nghiêm trọng tình hình, vốn rất khó khăn ở Ukraine, cũng như những hiểm họa lớn khác. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Ngày hôm nay, một đám cháy đã bùng lên tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lớn nhất của Ukraine dạng sáng nay, theo giờ Việt Nam. Người phát ngôn của nhà máy nói với truyền hình Ukraine rằng lửa cháy gần một trong sáu lò phản ứng của cơ sở này. Lò phản ứng đó đang được cải tạo và không hoạt động, nhưng có nguyên liệu hạt nhân ở bên trong. Vụ cháy được thị trưởng thành phố Dmytro Orlov
xác nhận trên Telegram. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng đăng trên Twitter cảnh báo nếu nhà máy Zaporizhia phát nổ, thiệt hại sẽ lớn gấp 10 lần thảm họa Chernobyl. Phía Nga chưa phản hồi về thông tin. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết phía Nga đã thông báo với cơ quan này về việc binh sĩ của họ đã kiểm soát khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nga khẳng định nhân viên người Ukraine tại nhà máy vẫn tiếp tục làm việc bình thường nhằm đảm bảo an toàn hạt nhân và giám sát nồng độ phóng xạ. Video do giới chức nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đăng trên Twitter sáng ngày 4 tháng 3 cho thấy đám cháy đã bùng lên tại một trong những lò phản ứng. Nhà máy điện hạt nhân này cung cấp khoảng 1/4 điện năng cho Ukraine. Ông Andrei Tus, người phát ngôn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cho biết, lò phản ứng nơi xảy ra hỏa hoạn đang được cải tạo và không hoạt động, nhưng có nhiên liệu hạt nhân bên trong. Truyền thông Ukraine đưa tin lực lượng cứu hỏa đã có thể tiếp cận hiện trường. Ngày 3 tháng 3, các bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã kêu gọi chấm dứt các hành động quân sự ở Ukraine, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng vẫn có cơ hội cho một cuộc đối thoại hòa bình. Trong tuyên bố của mình, ASEAN đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình nghiêm trọng hiện nay, cũng như các vấn đề nhân đạo đang trở nên tồi tệ hơn do các hành động quân sự ở Ukraine. ASEAN kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và tiếp tục đối thoại chính trị để mang lại nền hòa bình bền vững ở Ukraine. ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, tránh gây thêm khó khăn cho dân thường vô tội. Nhắc lại tuyên bố ngày 26 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tin tưởng mạnh mẽ rằng vẫn có cơ hội cho cuộc đối thoại hòa bình để ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát và chấm dứt thương vong, cũng như ngăn chặn các tác động tiêu cực đối với toàn thế giới. Do đó, ASEAN khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi bằng mọi cách thức có thể cho đối thoại hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột quân sự tại Ukraine. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc điện đàm thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phụ tá của Tổng thống Macron cho biết nhà lãnh đạo Pháp đã nói chuyện với Tổng thống Putin, sau đó đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng xác nhận thông tin về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp. Trước đó, trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 2 tháng 3, Tổng thống Macron cho biết ông sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với người đồng cấp Nga, càng lâu càng tốt và đến chừng nào cần thiết. Hôm qua, Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos Dmitry Rogozin cho biết Nga sẽ ngừng cung cấp các động cơ tên lửa cho Mỹ. Ông Rogozin nêu rõ Nga cũng từ chối bảo dưỡng cho 24 động cơ hiện đang được sử dụng tại Mỹ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt, chương trình tên lửa và vũ trụ của Nga sẽ có sự điều chỉnh. Tổng giám đốc Roscosmos cho biết thêm ưu tiên hiện nay là sản xuất các vệ tinh phục vụ hoạt động của Cơ quan Vũ trụ Liên bang và Bộ Quốc phòng Nga. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Rogozin cho hay Nga đã quyết định đình chỉ hợp tác tiến hành các thí nghiệm trên trạm vũ trụ quốc tế ISS với Đức. Ông khẳng định phía Nga có đủ nguồn lực cần thiết để tự thực hiện các hoạt động thí nghiệm khoa học. Thưa quý vị và các bạn, theo các nhà phân tích, năng lượng không phải là lĩnh vực duy nhất bị ảnh hưởng trước cảnh căng thẳng Nga và Ukraine. Hai nước này còn là nhà cung cấp lớn về kim loại và nhiều loại lương thực từ như lúa mì cho tới đồng, nickel. Chuỗi cung ứng toàn cầu đang chống chịu thế nào khi mà một gián đoạn nhỏ ở khu vực này cũng có thể tạo ra các gián đoạn lớn trên toàn cầu? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Leo thang căng thẳng Nga-Ukraine đã cản trở và làm gián đoạn việc vận chuyển thương mại các mặt hàng từ năng lượng đến ngũ cốc. Giá các chuyến chở dầu của các tàu cỡ vừa và cỡ nhỏ đã tăng gấp 5 lần sau khi Ukraine đình chỉ vận chuyển thương mại tại các cảng, bao gồm cả cảng Odessa, cảng lớn nhất của Ukraine. Trong khi đó, hãng vận tải biển lớn nhất là Maersk và CMA đã thông báo tạm dừng các chuyến hàng và ghé các cảng ở Ukraine. Nhiều công ty vận tải cho biết đang ứng phó với tình huống đột ngột và cố gắng điều chỉnh các tuyến đường vận chuyển kịp thời. Một số tàu đang chạy được nửa chặng đường đã phải đàm phán với khách hàng để chuyển cảng sang một cảng an toàn hơn, chẳng hạn như Germany. Không chỉ ảnh hưởng với thị trường năng lượng, Ukraine còn chiếm 30% tỷ trọng xuất khẩu lúa mì, 19% xuất khẩu ngô và 80% xuất khẩu dầu hướng dương của thế giới. Đóng cửa các cảng biển có thể làm giảm nguồn cung cấp lương thực ngay cả khi giá đang ở mức cao.
Ukraine được coi như giỏ bánh mì của châu Âu và những bất ổn có thể dẫn tới hậu quả là chuỗi cung ứng lương thực gặp vấn đề. Ngoài dầu và khí đốt, Nga còn là nhà cung cấp nhiều loại hàng hóa như nickel, quặng sắt, chrome. Một kim loại rất quan trọng khác là nhôm. Giá nhôm đã đạt mức kỷ lục và điều đó sẽ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất máy bay, các công ty sản xuất nước ngọt và bất cứ thứ gì sử dụng nhôm. Các hãng tàu biển đã chịu tổn thất, nhưng còn các hãng hàng không cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng. Cùng với việc giá nhiên liệu tăng phi mã, các lệnh cấm sử dụng không phận của nhau giữa một loạt nước châu Âu và Nga khiến các chuyến bay phải đi vòng. Tác động trực tiếp là máy bay từ các nước Bắc và Tây Bắc châu Âu đến các nước Đông Bắc Á buộc phải sử dụng đường hàng không thay thế và hệ số lệch chuyến bay sẽ rất lớn, đồng nghĩa với việc chi phí của các hãng cao hơn. Việc đóng cửa không phận đồng nghĩa thời gian bay của các máy bay chở hàng dài hơn và chi phí hậu cần sẽ tăng lên để đảm bảo chuỗi cung ứng các nguyên liệu này. Mặc dù vẫn chưa thể đưa ra đánh giá chính xác về thiệt hại ngay lúc này, nhưng theo nhận định của hãng Bloomberg, mức độ của các tác động sẽ phụ thuộc vào những diễn biến tiếp theo trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.